tắm đi. Này Hứa à, tắm đi. Đi đi tắm nhá. Hứa à. Ừ, Hứa á, đi tắm này. Ơi, tắm rồi. Tắm. Thằng niên này nữa. Mình nhìn hôn tao tắm nha. Xoa đi, con xoa đi. Xoa xoa xoa. Xoa xoa. Im, mày tắm mà. Tắm sạch nha, đi chơi nha, đi học nha, đi học không? Nào, im mẹ tắm nào. À, để mẹ đổ nước này đi, tắm một lần nước nha, cho thơm nha. Nào, tắm cho sạch nào. Tắm cho sạch nào. Ừ, sạch, tắm cho sạch. Sạch chung đi. Uống sữa nha, uống sữa xong đi chơi. Đi chơi không? Mắt cháu đang bị đau này, không biết là đau là kiểu gì, mọi người biết cháu bị sao thì bình luận dưới bài cho em nhé. Titi ngoan nào, giỏi thế nhỉ, nằm ngoan để mẹ mặc quần áo đẹp nhá, nằm ngoan để mẹ mặc quần áo đẹp nhá, quần áo đẹp cho em nhá, em đi chơi nhá. Đẹp cho em đi chơi nhá. À, nằm ngoan, nằm ngoan đấy. Biết. Nào.
Bác sữa cho em nào, bác sữa cho em uống nào. Ui, chân nó nắng không? Ngồi xuống đi Bông. Bông ơi, mắt em bị sao Bông ạ? Mắt em đỏ. Không biết là các bác xem video có biết là mắt con nhé nó bị sao không thì bình luận cho em nhé. Này đỏ từ hôm qua đến giờ rồi, có khả năng để mai cho đi hiệu thuốc khám và đi chụp ảnh cho người ta xem đi, mua thuốc cha nhỉ, thuốc bôi ấy. Đi giỏi tao đi chơi chị Bông nhá, đi giỏi đi chơi chị Bông nhá. Cái ti cái tự cầm bình à. Tí tí mẹ giỏi thế. Tí tí mẹ giỏi. Uống từ từ không sao. Tí tí giỏi thế nhỉ. Chị Bông pha mấy chục mil cho em ấy? 60. Sao pha ít thì em mọi người uống 90 mà. Em uống là 90 đấy. 60 là không đủ rồi. Không đủ rồi. Tối em phải uống 90. Em ngủ mới ngon được. Ui. Ngủ rồi. Chị Bông đi pha thêm đi. Đợi chị Bông đi pha nhé. Ngồi đây đợi đợi chị Bông đi pha nè. Ngồi đây. Ngồi đây đợi đợi chị Bông đi pha nhé nhé. Đấy, mắt mấy ngày hôm nay đau này. Đấy, không biết là kiểu gì. Từ hôm qua đến giờ rồi, hôm kia chỉ một cái vết chấm chấm với bé đấy, mà hôm nay bắt đầu đỏ nhiều này. Không biết là các bác xem video có biết con ấy nó hiện tượng này là bị sao. Hoặc mai em cho cháu ra hiệu thuốc em khám xem là có thuốc gì bôi. Thương lắm nhỉ. Kỳ của mẹ thương lắm nhỉ. Em mới chờ bụng cũng căng ở đấy nhưng mà vẫn thích uống cũng căng lắm rồi. Pha ít thôi Bông ạ. À. Cháu thấy sóng vẫn thế thôi gọi thôi, cháu cứ dùng cái đợt trước tháng 1 là được.
Em ơi. Lớn lên đi xếp hàng mẹ nhé. Nhau. Đi xếp hàng mẹ không? Bán hàng mẹ không? À. Đi bán hàng mẹ không? Đi bán hàng mẹ không?